vợ chồng ông Cơ Pa Hờ Dinh ở làng Bạc Cao, xã Gia Băng, huyện Chư Prong từng sở hữu gần 20 con bò. Năm 2021, hai vợ chồng chẳng may bị bệnh hiểm nghèo, phải nằm viện điều trị dài ngày nhưng lại không có thẻ bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, gia đình đành phải bán gần hết đàn bò để có tiền chữa trị bệnh. Tuy nhiên, đầu năm 2022, nhờ công tác tuyên truyền tích cực từ những người làm công tác bảo hiểm y tế, hai vợ chồng ông Cơ Ba Hờ Sinh đã mua thẻ bảo hiểm y tế, nên mọi chi phí cho các lần đau ốm từ đầu năm đến nay đều được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Nếu có thẻ bảo hiểm y tế rồi nó rõ thế rồi chắc là không đủ tiền, chắc là chết rồi. Có bảo hiểm y tế nhà nước quan tâm như vậy là cảm ơn rất nhiều. Để người dân dần thay đổi nhận thức từ nhận thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do nhà nước cấp sang chủ động mua, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của những người làm công tác tuyên truyền, nhất là những cộng tác viên thuộc Ủy ban Nhân dân các xã phường hoặc đại lý trong hệ thống bưu điện. Tôi làm bảo hiểm này cũng đã 17 năm rồi, nên là bằng mọi phương pháp, mọi cố gắng của mình là vận động toàn dân là tham gia bảo hiểm y tế để xã thứ nhất là đặt chỉ tiêu, thứ hai là người dân có thẻ bảo hiểm y tế là đi khám chữa bệnh là đỡ tốn tiền và cũng có lợi, là ít nước lợi nhà. Năm 2022, huyện Chư Prong có 26.000 người không thuộc danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có hơn 24.000 người dân tộc thiểu số. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội huyện đã thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện Chư Prong tổ chức các buổi hội thảo khách hàng về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến tận các thôn làng. Nhờ đó, đến nay, huyện Chư Prong đã vận động được gần 10.000 người trở lại lưới an sinh xã hội. Tôi trước đây được nhà nước cấp thẻ, hiện nay từ tháng 7 năm 2021 thì xã xuống 1 thì không được cái chế độ mà cấp thẻ, mà từ đó bản thân tôi thì cũng tham gia và đăng ký mua theo hộ gia đình, là sau khi là hàng năm là đi khám sức khỏe thì được nhà nước hỗ trợ kinh phí, thì bản thân tôi là cảm thấy là rất tự hào, nó giảm về cái phần một số kinh phí, ví dụ đi thuốc thang là cái đấy là rất rất tốt. Người dân tham gia bảo hiểm y tế chính là hình thức đóng góp khi lành để dành khi ốm. Thông qua việc mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nhiều người dân đã có thêm điều kiện để chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Đặc biệt với những người có thu nhập không ổn định, thu nhập thấp, thì việc mua bảo hiểm y tế càng có tác dụng khi ốm đau, điều trị tại cơ sở y tế dài ngày.